Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên một con viền đen nữa chứ các bác. Dòng Bala Sonic viền đen. Con này thì là đời đầu 2009, full 3 từ. Thì con này đời đầu thì nó mạch nó nặng hơn, nó chắc hơn. Đấy, nó bền hơn. Thì các bác dùng lâu năm thì các bác biết rồi. Đấy. Thì con này với con 2010, con này sản xuất đến 2014 nó vẫn có. Nhưng mà nhiều bác thì thích con 2009 này. Bản thân em đi buôn thì em cũng rất thích nhặt những đời 2009, 2010. Bởi vì em thích những đời này bởi vì là nó đang còn giao thoa giữa Balasonic, Alatina và Balasonic, cho nên là đồ đạc nó sản xuất nó còn chắc chắn và chuẩn chỉ. Còn đời mới thì em không thích lắm bởi vì là thực tế này, nhà buôn bán thì có phải đời thấp đời cao, nhưng mà em thì quan điểm của em buôn bán thì cứ phải nói thật, chứ còn không câu chuyện úp mở cả. Đời cao em cũng có, ba hôm nữa em lên một dạng đời cao toàn sensor Balasonic, đời cao chót vót luôn đấy, mà giá lại giật mình cho các bác luôn. Thì nhiều bác cứ bảo thắc mắc là tại sao những con 2016 ở nhà em bán rẻ hơn những con 2011, bởi vì những con 2011 thì nó chắc chắn hơn đấy, để em nhập giá cao hơn, còn những con 2016 thì em thấy nó phòng phành hơn thì em bán rẻ hơn, đấy là chuyện đương nhiên. Còn nhà em thì không có câu chuyện úp mở, thì không có câu chuyện một con nào vip, con nào vip, thì em nói với các bác có đến tiết mục thì cũng không hết được bài văn hát đấy. Đấy thì em quay qua về cửa hàng nhà em trước này, để bác nào mới biết kênh nhà em này, kênh em là kênh Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để các bạn tiện theo dõi kênh nhà em. Thì đây, trước mắt các bác đây là một con viền đen, thì phím chìm, thì em sẽ quay qua mặt kính của nó trước và em sẽ vào em test bếp cho các bác luôn. Đây mặt kính này, cái nào quay ký vào để các bác soi được những vết xước xem có vết nào không. Đấy, full 3 từ. Đấy, em thì mắt thường thì em chịu rồi, em không nhìn được một vết xước nào cả. Thì còn bác nào mà muốn kiểm tra con này có sức hay không thì các bác đi nhớ và cầm kính núp đi nhá, để soi cho nó kỹ, chứ còn thì em mắt thường không thấy chỗ nào sức luôn. Đấy, nó lướng đây, nó lướng thì tương đối đẹp. Đấy, thành vách, camera quay thành vách, thành vách cũng tương đối đẹp. Còn thì nó sẽ không thể tránh được những cái vết ố, thì không thể tránh được, bởi vì là để qua 5 tháng thì nó sẽ có những cái vết dầu, nó sẽ mớ ở trong kho, nó sẽ chảy xuống, nó sẽ ố. Thì những cái vết ố đấy thì nó nằm ở dưới rồi. Mua bếp âm cái này thì đặt chìm đất thì không ai chui dưới gầm bàn, gầm tủ bếp xong gắm lên trên xem nó có đẹp hay không cả. Đấy, thì em quay vào tem của nó, các bác nhìn được luôn. Tem của nó là Balasonic nhá, KZTS33E. Con này sản xuất 2009, đời đầu. Con này thì full 2 sensor, full 2 sensor. Và tại sao nó không ghi ký ở đây? Vì lý do là nó chỉ đun được một bên 3 ký thôi. Bên này lên 3 ký thì bên này sẽ là 2,5 ký. Mà bên này lên 3 ký thì bên này sẽ phải 2,5 ký. Còn đây IH thì tại sao IH đấy nó cũng không ghi? Thì con này nó là full in. Đấy, nó là full in. Những con full in thì nó sẽ không ghi ký, nó sẽ tăng giảm dòng theo cái lệnh của mình điều khiển ở trên này. Đấy, em bật bếp. Đấy, bếp tắt mở này. Bật này. Đấy, phím chìm này. Đấy. Phím chìm này. Đấy, như iPhone. Đấy, các chế độ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, tăng giảm này. Đấy, bên này về. Nó nháy chưa nhận nồi này. Con này thì quá nhiều công nghệ rồi. Nào thì tràn nước ra báo lỗi, cạn nồi cũng báo lỗi, không tắt bếp tự động cũng báo lỗi. Nói chung là nó full công nghệ rồi. Đèn nét chìm, viền đen. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, thì những ngày này em rất là bận, không có thời gian quay video chi tiết từng chút một, rồi thải xích từ A đến Z được, thì rất mong các bác không thông cảm. Những ngày này cận Tết, một ngày tiếp khách đã quá nhiều rồi, còn này còn đóng hàng, thì các bác biết ngày nào em cũng bán vài chục món hàng đi, cho nên là cũng là rất là bận, cho nên là rất mong các bác thông cảm. Những ngày này mà có lóng lẩy lên nói chuyện điện thoại có lóng lẩy thì cũng rất mong các bác thông cảm, bởi vì những ngày này bọn em bận không thể nào mà nghe một cuộc điện thoại đến 2-30 phút được. Chỉ nghe cuộc điện thoại là căng lắm, mà đến 3 phút là phải tìm cách để tắt máy ngay, bởi vì là để mà tư vấn cho các bác thì nó rất là dài, cho nên là em sẽ quay video rất là kỹ rồi. Thì bác nào ưng thì cứ vào việc luôn thôi. Đấy, trước nào em bảo có thương lượng là có thương lượng, còn trước nào bảo không thương lượng là sẽ không có thương lượng. Bếp từ con thì đun ở dưới, bếp từ con thì cũng cả lô cơm lô cháo hết. Đấy, con này thì lên full in rồi. Đấy, có cái tiếng nói của em gái lắm mồm đây. Đấy, để em bật lên cho các bác. Đấy. Đấy. Đấy, bác nào không thích thì tắt tiếng đi nhá. Đấy, bếp rất đẹp luôn, bật cái sôi ngay rồi đấy. Đấy, xin phép em tắt bếp này. Đấy, báo giá cho các bác này. Đấy. Trước này xin phép báo giá luôn cho các bác đây. Trước này thì hiện tại ở nhà em bán giá là 13 triệu 500. Giá thợ
Bao chạy là các bác ở nhà em xuống được phép cắm điện thử chán chê thôi. Có nước chè, có bánh kẹo cho các bác. Ngồi đây tét bếp. Các bác cần mua gà, mua qué, thịt thử bếp. Cũng có gà, có qué, các bác thịt thử bếp. Riêng nhà em chỉ bao tét tại nhà em thôi. Đấy các bác xuống nhà em được quét tét thoải mái, chán chê thôi. Bao giờ ưng, các bác bảo ok, rút điện các bác mang bếp về. Đấy, đấy là giá thợ bán không bảo hành ở nhà em là 13.500.000. Còn các bác muốn bộ bảo hành 1 năm ở nhà em thì em bán giá là 14.500.000. Bếp nhà em bán thì các bác yên tâm về chất lượng cũng như là độ bền. Bởi vì là khi em bán bếp cho các bác ấy là bên trong em dọn mạch rất là kỹ. Em bao cho các bác là riêng bộ mạch bên trong mới như nào thì cũ như vậy. Bởi vì em rửa sạch tinh từng cái hạt dầu mỡ bám từng vào cái tản nhiệt, em cũng kỳ quọ từng một chút một. Em rửa một bộ vỉ này mất 3 tiếng. Thì các bác phải hiểu là em làm kỹ mức nào. Bởi vì vệ sinh một cái bộ mạch bếp từ đấy không phải thợ nào cũng làm được. Những thợ lâu, những thợ lon tay nghề khoảng tầm 2 năm tuổi nghề trở xuống nhá, không dám thò nước vào rửa, thì đừng nói là tháo ra rửa. Tháo được ra rửa là đã là vất vả phải chụp ảnh lại rồi. Còn rửa được nó là còn vất vả nữa. Cho nên là để làm được một con bếp từ đẹp bán cho các bác thì các bác cứ yên tâm mà dùng. Còn giá cả thì nó vô vàn lắm. Một con bếp nó nguyên bản không động chạm gì nó đắt 2-3 triệu là chuyện bình thường. Một con bếp ấy mà nó bị động chạm qua sửa chữa ấy, rẻ lắm 10 triệu em không mua. Đặc biệt nhà em nhé, riêng những cái bác mà đổi bếp nhé, bếp hỏng nhé, em sở hộ xong nhưng các bác bán lại em không bao giờ mua. Có cho em không mua. Bởi vì khi một con bếp ấy mà nó đã bị lỗi đấy, lỗi chủ yếu là do người thợ người ta không vệ sinh. Cứ thế người ta mua về người ta lau bên ngoài qua, xong người ta mê mẩn người ta rửa được mỗi cái lò nướng. Đấy mấy bác đi mua cái bếp cứ nhìn cái lò nướng xem nó có đẹp hay không. Các bác đi mua bếp về đun đi, các bác đi mua cái lò nướng này về các bác nướng đâu. Mà cái nướng này thì nướng được cái gì đâu, em bảo bao nhiêu lần. Tức là này nướng được con mực khô nhỏ nhỏ, nướng thì con mực to kích chả nướng được luôn. Gọi là nướng bên Nhật người ta ăn đồ nhỏ nhỏ ấy, người ta nướng cho nó đẹp thôi. Thì cũng không phải là nướng chuyên dụng đâu. Quan trọng đi mua bếp các bác phải để ý gì? Đầu tiên là mặt kính đập vào mắt mình, nó phải hình thức, nó phải đẹp. Thứ hai là mạnh phải zin. Nếu như cảm tưởng nghi vấn mạnh không zin cứ tháo mạnh ra kiểm tra. Ông nào mà không cho tháo không mua. Người nào tháo thì mình mới mua, bởi vì người ta bán thật người ta mới cho tháo. Còn những người nào người ta làm gian dối ấy, người ta động chạm sửa chữa ấy, thì không bao giờ người ta cho các tháo ra kiểm tra. Đấy riêng số nhà em nhé, các bác cứ mặc cả giá cả xong xuôi vào vấn đề. Các bác bảo là kiểm tra mạnh, nếu như mà không zin em tặng cho 10 triệu và kèm theo chiếc bếp này. Đấy các bác nếu mà đi xe máy nhà em là tặng nguyên một taxi. Đấy chở cả người cả xe máy cả bếp, tặng thêm 10 triệu về nhà ăn Tết. Nếu như bếp em đã động chạm sửa chữa rồi. Đấy riêng nhà em bán hàng đấy, lãi ít hay lãi nhiều em không quan trọng, nhưng em bán hàng phải bán bằng cái tâm. Không có cái tâm thì không bao giờ làm nghề được. Tại sao em bán hàng đông như vậy, các bác mua ủng hộ đông như vậy? Thứ nhất nhà em bán giá hợp lý, thứ hai em không chặt chém, thứ ba em bán hàng là em rất là tận tình luôn. Kể cả những bác không mua hàng thì em vẫn giúp đỡ. Tức là em không bao giờ để các bác phải nói một cái gì luôn. Đấy kể cả có những bác xem được những cái video em dẫn sửa chữa xong rồi các bác cảm ơn, xong các bác lại mua hàng ủng hộ thì em, kể cả các bác không mua em vẫn cứ giúp đỡ các bác bình thường luôn. Đấy là cái chuyện thường nhật của em, bởi vì cách sống con người em như vậy. Đấy bác nào lấy alo cho em nhá. Đấy bếp thì rất đẹp rồi, không có gì mà chê trách. Thành vách này cực đẹp, thì có những cái hạt dầu nó rơi nên nó có biết vết ố đâu, cái đấy không thể tránh được. Đấy nhưng mà cái này khi nó chìm xuống dưới là nó sẽ không nhìn thấy đâu. Đấy bác nào lấy chiếc này thì alo cho em, con này zin toàn tập rồi. Đấy 13.500.000 không bảo hành, được phép xuống nhà thử thoải mái, được phép tháo ra thăm bếp thoải mái. 14.500.000 bảo hành 1 năm. Đấy. Nhà em thì ship 36 tỉnh thành, các bác cứ mua alo cho em. Em xin phép kết thúc video ở đây. Chào các bác.